Chào anh cà chua à, chiều nay thì em lấy đồ à, bạn xem có xem nào liên hệ số tài 0349653147 Zalo đây 0965270762. Đầu tiên 3,5 kg cơ lê, 3,5 kg cơ lê 90.000. Ba kỳ rưỡi cơ lê EG1 90.000. Tiếp theo đục tương 90.000. EQ2 90.000. EQ3 90.000. EQ4 90.000. EQ4 90.000. EQ5 lên bánh xe. Bánh xe này ở ngoài này là nhựa cao su á, nhựa dẻo này, mặt đàn ở trong này, nay bền lắm. Em xài để kéo ra kéo vào cái bị này cứng lắm, không đưa lắc nữa. Này hàng là UK, đường kính là 15, bảng này là 3,8. Bộ này nặng 6,2 kg, không có hai khóa, hai không khóa, 320.000. EQ5 320.000, 4 cái, hai khóa, hai không khóa. Tiếp theo bộ này, bộ này chiều cao là 8, đường kính là 5, bảng rộng bánh xe là 2,3. Bộ này 250.000. Này chiều tải cỡ vài tạ, 3-4 tạ chứ đó. EQ6 250.000. Gồm bốn cái này. Theo bộ này này, 320, bộ này dày này, cái bảng này dày này. Chiều cao nó là
và khoảng 8,5. Bảng ngang bánh xe này là 5,5. Bảng rộng bánh xe là cỡ khoảng 5,5 luôn. Này chiều tải của nó là nó đây là ODC 600. Này chiều tải lớn á. Bánh cho nó hàng tầng lên đi. 1 2 tầng lên xem như thế nào. EQ7 320.000 bốn cái này. Tiếp theo bộ này. Bộ này thì nó ghi 800 à. Nó đề 800 đấy. Bộ này còn lực hơn bộ kia nữa. Đây bánh đôi mà. Chiều cao của nó vào khoảng 10,5. Bảng rộng hết bánh là 5,5. Đường kính bánh xe là 7. Bộ này chịu lực hơn bộ kia. Nó đề 800 luôn. Rồi. Bộ này 320. Ai thích bộ này thì lấy bộ này. Bánh đôi. EQ8 320.000. Chạy lấy mọi trắng này. Size là 350 hàng MCC. Chỗ này bị cắm này, người ta đập cắm này. Hoạt động bình thường. Cái này bị sầu đấy á, 100.000. Do nó bị sầu. EQ9 100.000. Chạy cái móc như này á, 50.000. Khá to, móc to lắm. Này bằng thủ công á. Ren thủ công. Chuột này hơi lúc lắc. Đó, đào đào. 50.000. EQ10 50.000. Lên cái búa này hàng Dog Gu. Búa này nặng 6 lượng. 120.000. Vỏ hình đất EQ11 120. Theo hai cây như này. Bộ 6. Hai cây này 60.000. Bộ 6. Cạn con chắc chắn. Về là sai ta. Cây này 5 lượng. Cây này 5 lượng. EQ12 60.000. Tiếp theo là hai cái này. Hơi xấu quá. Này te này. Cảng này về phải thay lại hoặc sai tạp nữa. Hàng đọc dú. Cái này tổng 6 lượng. Cái này 4 lượng, mộc đầy đủ. Mũi hết te này, hai cái này 70.000.
Ngoài nhà không? Có con nữa. Có. EQ 13 70.000. Tiếp theo cái bộ go này, mộc đầy đủ. Bộ nặng 7 lượng rưỡi, cái này 70.000. EQ 14 70.000. Lên cái bộ bí này. Cái này 130. Vô hạt da bắn. 1/2. Nặng 7 lượng rưỡi. EQ 15 130. Một cái bộ go này. Còn mộc trên này. Đâu hay bề đấy. 40.000. Nặng 5 lượng. EQ 16 40.000. Lên mũi khoáng này. Đấy. Này hàng bài ấy, nó hơi xấu nên người ta bỏ dầu mỡ vào đấy. 12 trở xuống. 12, 18, 6, 4, 5 chứ có hết. Bộ này 150. Hàng bài hết đây. EQ 17, 150. Tiếp theo có bộ cái móc này, 100.000. Chiều dài móc là 10. EQ 18, 100.000. Có mũi taro như này. Rồi, 130. EQ 19, 130. Lên hai cái cắt. Cắt như này. Một cái thì con nguyên này, có cả quả này, hơi kẹt này. Này người ta để cắt. Này thì cũng con quả luôn á. Hai cái này 80.000. EQ 20, 80.000. Lấy cái kéo ngắn như này, 30.000. Dài là 22. Mộc đầy đủ. Lưỡi đẹp. Tẹt dậy. EQ 21, 30.000. Còn cái khóa như này. Hãng là để owner chia nó kèm theo đây luôn. Khóa giấy.
quả dây này 120. EQ22 120. Một kia nịt bùng này, hàng Fuji Denko. Sáu mươi nghìn. EQ23 60.000. Dây đá chống rớt Hoàng Fuji Deco. Chống rớt cái này 180 dây trồng rớt. EQ24 80.000. Có kéo cắt vải như này 80.000. Chiều dài là 25. Này về mai thêm á, tảng đông. Lưỡi lưỡi nguyên về mai thêm á, cái này 80.000. Rồi nói quá bảng giá xịp luôn. Đây mẹ anh coi như này để có bảng giá xịp. EQ25 80.000. Tiếp theo cái này cũng dài 25 tảng đông 80.000. EQ26 80.000. Một cái dao 3 lưỡi này chưa đánh ra nhưng mà bị lập thẹp của nó này. Này lưỡi dài là 16, bảng rộng là 4,5, thẹp 3 lớp. Cái này 140. EQ27 140. Hay tạm một cái dao để bán này, lưỡi hơi mẹ chữ. Cái này lưỡi là 15, bảng rộng là 4,5, dây 7 ly hơi mẹ, cái mẹ hơi mẹ đấy. Ở cái này 200.000. EQ28 200.000. 29 có cái này. Cái này lưỡi mẹ ít. Mẹ được hay cái kia. Lưỡi 15 bảng là 4,5. Sửa chiều dây là 9 ly ở trong này. Rồi, cái này 220. EQ29 220. Không còn cái lưỡi này hơi rổ, bỏ qua đi. Vệ sinh xong. Lên cái vịt holo 50.000. Hàng vết xéo. Chiều dài là 19.5. 50.000. EQ30 50.000. Lên hai cái chân sắt như này. Hai cái chân sắt 50.000. Một cái dài 16 năm. Cái dài 14 năm.
quy 31 50.000. Lên cái vít động này, hàng Rubicon 40.000, rất đẹp. Dài là 215. EQ 432 4.000. Tiếp theo lấy kéo cái căn này dài 17 năm, hàng Okasone hơi mẻ đấy, 130.000. Đấy con khít đó. Này về mình sửa sáng thêm nữa. EQ 33 130. 34 cái này da 20 bể lưỡi. Bể lưỡi cái này 90.000, da 20 không có mọc. EQ 34 90.000. Lên con đồi này, đồi nhỏ. Bữa em có về một con chiều như này là 10.5. Rồi cái này đẹp hơn tí, cái này 101. EQ 35 101. Mà sau một cái khoét lỗ 80.000. Hàng cán da quá. Khoét lỗ. Khoét lỗ được 120 là 12 à. Đúng rồi, 62, 12. EQ 36 80.000. Có cái kéo này bị mẻ đến đâu rồi, tiếp. Hàng Okasone. Tay bị mọp này. Phải bị mọp hay là người ta bóp như này biết. Các 8 được với mẹ thế này đó, 80.000. EQ 37 80.000. Tiếp theo cái này 50.000. Tiền lạ. EQ 38 50.000. Lên cái kim cột tộp. Cái này hiện tại đang bị kẹt đấy. Cột tộp. Cái này 60.000. Cột tộp con Nguyễn này bị kẹt tí đấy. EQ 39 60.000. Có cái lòng bìa không? Lấy cái khui lõng nha, khui hộp như này. Tám mươi nghìn. EQ 40 80.000. Một kim mọc quà này, hít tất. Miệng đẹp á. Dài 24 năm. Dài 24, rồi cái này 80.000. EQ 41, 80.000.
lên cái đầu lắc lẻo như này của hàng KTC đầu 1/2. Rồi đầu này 90.000. 90.000. EQ 42 90.000. Này đang bị kẹt. Lên bộ đục gỗ đấy. Ôi trời. Bộ đục gỗ này bằng khả lượng. Cái này này bảng là 1,7. Cái này bảng là 2,3. Cái này bảng là 4,3. Với mẹ đây. Cái này bảng là 3, có mộc. Tiếp theo cái này bảng là 1,8, có mộc thế đấy. Nắm cái này bảng rồng lớn 250.000. 250.000. EQ 43 250.000. Có cái kim này vỏ con đẹp này, hàng M3M dài 18. Cái này 70.000. Hàng M3M. EQ 44 70.000. Lên một cái hàng cổ của hàng hàng gì đây này, 100.000. Xa 21 á. Xa 20 25. Em quý bùng lắm, 100.000. Có kim tuộc cái điện này, hàng ám ánh. À mình 50.000. Dài là 22. Cắt. Từ cắt á. Cắt tuột cái điện. Cắt được. Nó hơi rịt. Này. 50.000. EQ 46 50.000. Lên cái này này nặng 550g của hàng con ga. Chiều dài này là 17. Cái này 70.000. Bán nhà giảm được giảm phí. EQ 47 70.000. Cái sản gần đi 6 phí. Chưa từ phần to luôn. Một kim nhọn hàng Phú Giá 50.000. Kim nhọn dài 26. Dạ được. Ê cái bồn 8 50.000. Tập nó phải mình liên tục. Có kim Victor này dài 16. 50.000. Ê cái bồn 50.000. Một cái cào như này
Rồi cái này băng đông á, cả băng đông, quay được hai bên này, cả băng đông nhỏ thôi. Cái này 50.000, chiều ngang là 7, gần 7 này, chiều cao nó cũng khoảng 7 đấy, nhỏ tí. Băng đông hết á, EQ 50, 50.000. Một cái kẹp như này này, chín mươi nghìn, dài là 20, miệng ngang là 5,7. Đây quy 51, 9.000. Có cái đầu chuyền này, hàng KTC, 70.000, dài 15. EQ 52, 70.000. Có dao ghép, dao gấp như này. Có hơi bể trên này. Dao này đi có cả cắt dây cược đó. Dài 19. Cái này 70.000. EQ 53, 70.000. Có hai cái đột như này. Cái này thì con máy tính này, con cả. Cái này mới xài lược đấy. Cái này xài nhiều rồi. Hai cái này 70.000. EQ 54, 70.000. Có kẻ các tốn như này, 50.000. Có vỏ dài là 25. Bài vươi EQ 55, 70.000, 50.000. Lên bộ dùa này 70.000, dùa nhỏ, dùa nhỏ. Này lại bên bán cái size thoải mái. Này em tệt. Này em tại vì ở ngoài này tầng mặt này là lửa cái nào con Nguyễn này gửi. EQ 56, 70.000. Lấy cái kim cắt này, hàng MCC, 80.000. Cắt cái điện này, cái này cắt kèm 3 lý đó, kèm 3 lý đó. EQ 57, 80.000. Lên hai cái đôi chuột này, 101. Cái này 17 21, vậy là 19 21, 17 21, 19 21. Một cái super, một cái san ký. Cái này đang bị kẹt á, dầu mở thì là chạy thôi. Hai cây 101. EQ 58, 101. Hai cây này cỏ này 40.000. Nhổ cỏ. EQ 59, 40.000.
một cái chi hang này điện 100V. Điện 100V. Công suất là 40W. Này em đã test thử rồi. Về mạnh đầu dây vào đấy. Đầu dây vào rồi sai đó. 80.000. EQ 60, 80.000. Kẹo cắt tốt như này 40.000. Mất lo xó. EQ 61, 40.000. Sò 2 cái cắt ống. Này cắt được ống 27. Hàng da bắn MCC miệng đẹp. Này 100.000. EQ 62 100.000. 63 lên game mỏ lịch 300ml hạng Igo. Miệng đẹp. Cái này 140. EQ 63 140. Lên cái cá cụ tá này size số 3. Này còn đẹp 250. Dài là 27. 27. Hai trăm rưỡi. EQ 2 64 250. Có cái kim kẹp này 150. Lò xo còn nhấp nhảy. Kẹp tay mà anh dùng để kẹp mấy cái vật. EQ 65 150. Lên cái mùi khuẹt này. Mùi này mùi 25. Mùi 25 có chấn gai này. 80.000. Mùi 25. Tém nó có đấy này. Cái này mở ra được này. EQ 66 80.000. Có một cái khoang tay như này. Chỗ này để mùi khoáng. Mùi khoáng ốc vít. Cái này 101. Hàng cá cá. Đầu này về là sai luôn. 101 con đẹp nguyên. Mực má. EQ 67 101. Có cái kẹp đá kiếng hàng như này. Hàng ở đây. Một trăm năm mươi lăm ml. Cái này 120. Hai quý sáu tám 120. Sáu chín. Một cái cân như này. Đầu 3/4. Cân này không có hiệu. Không có hiệu dài là 29 30. Này 80.000. Không có hiệu. Đầu còn đẹp. EQ 69 80.000. Một cái 35-38 hàng A Cansen.
35 38. Bảy mươi nghìn. Em quý 70 nghìn. Rồi bảy một. Một cái cửa hàng Edgar cá da size lưỡi 25. Size lưỡi 25. Cái này 120. Em quý 71 120 nghìn. Rồi video kết thúc. Chào các anh hẹn gặp lại clip chiều nay.